Chào các bạn, trong một vài tuần trở lại đây thì EasyTech Class nhận được khá nhiều câu hỏi từ phía các bạn về việc đầu tư tiền nhàn rỗi trong năm 2019. Thì cái lý do có thể là tại thời điểm Tết các bạn nhận được một cái khoản tiền lớn, đó có thể là tiền lương, tiền thưởng cuối năm, có thể là tiền mừng tuổi chẳng hạn, hoặc là các cái khoản tiền khác. Tích góp lại, các bạn có một cái khoản tiền và các bạn muốn khởi đầu một cái năm mới 2019 bằng cách đầu tư cái khoản tiền nhàn rỗi của các bạn để có thể tối đa hóa cái lãi suất. Thì trong video ngày hôm nay, EasyTech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn một vài những cái ý tưởng để các bạn có thể đầu tư tiền nhàn rỗi trong năm 2019. Và ở phần cuối của video thì EasyTech cũng sẽ chia sẻ cùng các bạn một cái công thức minh họa cái tiền lời mà các bạn có thể nhận được trên cái số vốn mà các bạn dự kiến sẽ đầu tư trong năm 2019. Thì nội dung của video ngày hôm nay sẽ bao gồm, đầu tiên đó là mục đích đầu tư. Chúng ta sẽ cùng xác định cái mục đích đầu tư trong năm 2019 của các bạn là gì trên cái số vốn nhàn rỗi của các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài đặc điểm của những kênh đầu tư hiện tại ở trên thị trường. Và như vừa đề cập, EasyTech sẽ chia sẻ một cái công thức để minh họa thực tế cái cách tính lời dựa trên cái số vốn gốc ban đầu của các bạn. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần đầu tiên, đó là mục đích đầu tư. Thì các bạn hãy xác định cái mục đích đầu tư trong năm 2019 của các bạn là gì. Thứ nhất là các bạn hãy xác định cái mức lãi suất mà các bạn mong muốn. Thì đầu tiên, năm này là năm Kỷ Hợi, năm con lợn, nên cái việc mà gửi tiết kiệm là rất là gần gũi với các bạn. Thì cái lãi suất gửi tiết kiệm trung bình trong năm 2018 là 6,6%. Và nếu như các bạn muốn có lãi suất lớn hơn mức đó, ví dụ là lãi suất từ 8% trở lên như EasyTech đã chia sẻ ở trên website của EasyTech về cái lãi suất gửi tiết kiệm trung bình. Như các bạn thấy ở đây chẳng hạn, đó là có các ngân hàng có cái lãi suất từ 8% trở lên. Thì nếu như các bạn xác định cái lãi suất gửi tiết kiệm năm 2019 của các bạn lớn hơn cái mức trung bình năm 2018, thì các bạn có thể tham khảo cái ngân hàng có cái mức lãi suất gửi cao cho cái kỳ hạn 12 tháng ở trên website của EasyTech. Và thông thường nếu các bạn thực hiện gửi online, có nghĩa là cái quá trình làm thủ tục là qua cái website của ngân hàng, thì cái lãi suất nó cũng sẽ cao hơn cái hình thức gửi truyền thống, đó là các bạn tới quầy và giao dịch với nhân viên của ngân hàng tại quầy. Thì không chỉ ở Việt Nam mà bây giờ các nước khác trên thế giới, ví dụ như Mỹ hoặc là các nước ở châu Âu, họ cũng khuyến khích các bạn gửi tiết kiệm online. Và thông thường cái mức lãi suất cho hình thức gửi tiết kiệm online cũng cao hơn hình thức gửi tiết kiệm truyền thống khá là nhiều. Cái mục đích thứ hai đó là các bạn xác định cái định kỳ nhận lãi. Các bạn muốn nhận lãi hàng tháng, hàng quý hay là hàng năm. Tức là nếu mà các bạn gửi 12 tháng mà các bạn nhận lãi theo năm thì đó là sẽ lãnh lãi cuối kỳ. Các bạn muốn nhận lãi trước hay các bạn muốn nhận lãi cuối kỳ? Thông thường thì khi mà các bạn gửi tiết kiệm thì các bạn sẽ có các cái lựa chọn khác nhau. Nếu như các bạn nhận lãnh lãi trước thì ngay tại thời điểm gửi các bạn sẽ nhận được cái khoản tiền lãi. Còn nếu các bạn nhận lãnh lãi vào cuối kỳ thì cái khoản tiền đó sẽ được cộng vào cái tiền gốc khi mà các bạn thực hiện tất toán cái khoản gửi tiết kiệm của các bạn. Và cái khoản mà nhận lãi cuối kỳ thông thường thì nó sẽ cao hơn cái khoản tiền lãi mà các bạn nhận trước ở cái thời điểm gửi tiết kiệm. Thì nếu các bạn muốn tối ưu hóa lãi suất thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận lãi cuối kỳ. Và thông thường cái phần trăm lãi suất khi mà nhận lãi cuối kỳ nó cũng sẽ khá là khác biệt so với hình thức nhận lãi trước. Và các bạn cũng cần xác định là cái nhu cầu sử dụng vốn của các bạn có cao không. Trong năm 2019 các bạn có cần phải sử dụng cái nguồn vốn nhàn rỗi của các bạn hay không? Thì nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng vốn cao thì các bạn nên chọn cái hình thức đầu tư mà có cái tính thanh khoản cao, ví dụ như gửi tiết kiệm chẳng hạn. Còn nếu đó là thực sự là nguồn vốn nhàn rỗi của các bạn có khả năng đầu tư trong thời gian khá là dài, ví dụ cả một năm chẳng hạn, thì các bạn có thể nghĩ tới những cái hình thức đầu tư mà có cái tính thanh khoản thấp hơn một chút, ví dụ như đầu tư bất động sản chẳng hạn. Bởi vì sau khi các bạn mua một ngôi nhà rồi hoặc một mảnh đất rồi thì cái việc mà bán cái ngôi nhà hoặc mảnh đất đó cũng chậm hơn cái việc rút tiền gửi tiết kiệm. Thì cái tính thanh khoản của bất động sản so với lại gửi tiết kiệm nó sẽ thấp hơn. Thì cái việc xác định cái nhu cầu sử dụng vốn của các bạn cũng rất là quan trọng. Bởi vì với một vài những hình thức đầu tư, ví dụ như chứng chỉ tiền gửi chẳng hạn, thì nếu như các bạn đã gửi tiền và vì nhu cầu nào đó các bạn muốn rút trước thời hạn thì các bạn sẽ phải đóng cái khoản tiền phí, nó gọi là phí phạt, vì là các bạn thực hiện tất toán trước thời hạn. Thì cái việc xác định cái nhu cầu sử dụng vốn rất là quan trọng là vì thế. Các bạn cũng cần xác định cái mức độ rủi ro mà các bạn sẵn sàng chấp nhận. Ví dụ nếu như các bạn mà yêu thích cái mức độ rủi ro cao thì các bạn có thể thực hiện cái hình thức đầu tư, ví dụ như là chứng khoán chẳng hạn, thì sẽ có cái mức độ rủi ro cao hơn so với lại gửi tiết kiệm. Tuy nhiên là cái rủi ro nó thường đi kèm với lại cái quyền lợi, với lại cái lãi suất. Thông thường cái mức độ rủi ro cao hơn thì cái lãi suất của nó cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra còn có những cái yếu tố khác mà các bạn cần phải xác định cho cái mục đích đầu tư của các bạn.
ví dụ như cái nguồn vốn nhàn rỗi trong năm 2019 của các bạn nó như thế nào. Bởi vì mỗi một cái kênh đầu tư nó sẽ có một cái yêu cầu khác nhau về cái nguồn vốn ban đầu. Với những cái kênh như gửi tiết kiệm hoặc là chứng chỉ quỹ, các bạn có thể bắt đầu với một cái số vốn vừa phải, một cái số vốn khiêm tốn. Nhưng mà với những kênh bất động sản hoặc là chứng khoán thì các bạn sẽ cần một cái vốn đầu tư ban đầu lớn hơn. Ngoài ra có những kênh nó sẽ yêu cầu cái mức độ kinh nghiệm đầu tư và kiến thức nhiều hơn những kênh khác. Ví dụ như đầu tư chứng khoán sẽ yêu cầu các bạn có kiến thức về thị trường chứng khoán và có kinh nghiệm đầu tư nhiều hơn so với hình thức gửi tiết kiệm. Thì các bạn có thể cân nhắc các cái yếu tố đó để xác định cái mục tiêu đầu tư trong năm 2019 của các bạn. Thì sau khi các bạn đã xác định các cái mục đích đầu tư rồi thì các bạn có thể lựa chọn các cái kênh đầu tư phù hợp với cái mục đích của mình, cái tiêu chí lựa chọn của các bạn. Thì các cái kênh đầu tư thông thường như EasyTech được biết và đã chia sẻ nhiều, đó là kênh gửi tiết kiệm, kênh chứng chỉ tiền gửi hay còn gọi là Certificate of Deposit, chứng chỉ quỹ, quỹ mở. Thì EasyTech cũng đã chia sẻ nhiều về hình thức gửi quỹ mở trên kênh YouTube của EasyTech, các bạn có thể tham khảo. Đầu tư chứng khoán và cuối cùng là bất động sản. Thì EasyTech không có nhiều kinh nghiệm về bất động sản, EasyTech cũng chưa thực hiện nhiều những cái giao dịch mua bán nhà, nhưng mà EasyTech cũng liệt kê cái kênh đầu tư bất động sản vô đây bởi vì theo những cái thông tin EasyTech được biết thì năm 2019 sẽ là một năm mà khá là tiềm năng với việc đầu tư bất động sản. Trong năm 2018 vừa qua thì các cái doanh nghiệp mà kinh doanh bất động sản có cái mức lời trung bình là từ 25% trở lên. Đặc biệt những cái doanh nghiệp thuộc top đầu thì có thể có mức lời tối thiểu là 35%, và các cái báo cáo dự đoán cái mức độ tăng trưởng bất động sản năm 2019 ở các cái vùng lân cận của các thành phố lớn ở Hà Nội và ở Sài Gòn thì rất là tốt. Nên là EasyTech cũng liệt kê kênh đầu tư bất động sản vào đây để các bạn tiện theo dõi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái ví dụ minh họa thực tế ở trên file Excel, và EasyTech sẽ nhập vô cái số vốn đầu tư dự kiến của các bạn cùng với cái lãi suất dự kiến và cùng tính toán xem cái tiền lời mà các bạn sẽ nhận được vào thời điểm cuối năm 2019 sẽ là như thế nào. Thì đây là cái file Excel mà EasyTech đã lập để tính toán cái tiền lời dự kiến trên cái số vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu. EasyTech giả sử các bạn có cái số tiền nhàn rỗi để đầu tư trong năm 2019 là 100 triệu chẳng hạn. Và ở cái khung lãi suất bên dưới thì sẽ có cái mức lãi suất tương ứng cho từng cái kênh đầu tư mà chúng ta đã đề cập ở trong video. Ví dụ với gửi tiết kiệm thì lãi suất sẽ là 8,1%, và EasyTech giả sử chúng ta chọn cái hình thức gửi tiết kiệm online và cái ngân hàng đó là ngân hàng Bản Việt Capital, bởi vì hiện tại đây là cái mức lãi suất gửi tiết kiệm cho cái kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Bản Việt với cái hình thức gửi đó là gửi tiết kiệm online như các bạn thấy ở đây. Thì các bạn có thể theo dõi trên website của EasyTech để có thêm thông tin chi tiết về cái mức lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng Bản Việt và những ngân hàng khác nữa. Cái hình thức đầu tư tiếp theo đó là chứng chỉ tiền gửi. Thì như trong cái video EasyTech đã chia sẻ về chứng chỉ tiền gửi thì trung bình cái lãi suất của chứng chỉ tiền gửi nó sẽ cao hơn cái lãi suất gửi tiết kiệm từ 0,5 cho tới 1%, hoặc là với nhiều ngân hàng có thể còn cao hơn nữa. Thì chúng ta giả sử cái lãi suất gửi tiết kiệm của chúng ta là khoảng 8%, thì EasyTech tính trung bình cái chứng chỉ tiền gửi sẽ có cái mức lời là 8,5%. Cho cái quỹ mở thì các bạn có thể theo dõi cái video về quỹ mở của EasyTech thì các bạn sẽ thấy cái mức lời trung bình của quỹ mở nó sẽ là 15%, nhưng mà chúng ta sẽ phải trừ đi cái chi phí quản lý của quỹ để hoạt động quỹ là khoảng tầm 2%, nên là cái mức lời của chúng ta nó sẽ xuống còn khoảng 13,5%. Đầu tư chứng khoán nó rất là vô cùng, các bạn có thể đạt tới mức 20% nếu các bạn thực sự có kinh nghiệm đầu tư và các bạn đã đầu tư trong một thời gian dài, đặc biệt là trong những thời điểm tăng trưởng của thị trường. Ở đây thì EasyTech lấy cái mức trung bình là 10% từ cái kinh nghiệm thực tế của EasyTech. Với bất động sản thì ngoài việc cần nguồn vốn đầu tư lớn, các bạn cũng cần phải có kinh nghiệm đầu tư. Và cái lãi suất của các bạn nó cũng sẽ phụ thuộc vào những cái yếu tố đó. Nhưng mà EasyTech lấy một con số trung bình là 15%, EasyTech tham khảo được trên trang VN Express. Thì sau khi mà đã tổng hợp cái mức lãi suất của mỗi một cái kênh đầu tư thì chúng ta sẽ chuyển sang cái cột tiếp theo, đó là tính thanh khoản. Như trong phần đầu của video EasyTech chia sẻ thì mỗi một cái kênh đầu tư sẽ có cái tính thanh khoản khác nhau. Ví dụ với tiền gửi tiết kiệm thì các bạn có thể rút ra rất là dễ dàng và gần như bất kỳ lúc nào. Và nếu như các bạn thực hiện gửi tiết kiệm online, cái việc mà các bạn thực hiện tất toán hoặc là rút tiền, trích rút tiền cũng sẽ là online, rất là đơn giản. Các bạn không nhất thiết ở Việt Nam, các bạn cũng có thể thực hiện gửi tiết kiệm online được. Nên là cái tính thanh khoản cho cái khoản gửi tiết kiệm của các bạn nó sẽ khá là cao. Với chứng chỉ tiền gửi thì EasyTech đánh giá đây là trung bình thấp. Bởi vì như trong video về chứng chỉ tiền gửi, EasyTech đã chia sẻ, các bạn sẽ phải cam kết gửi tiền trong một khoảng thời gian nhất định
để nhận được cái mức lãi suất hấp dẫn, đó là cao hơn mức lãi suất gửi tiết kiệm. Nếu như vì lý do nào các bạn rút tiền trước cái thời hạn cam kết thì các bạn sẽ phải đóng các khoản tiền phí phạt. Nên là EasyTech đánh giá cái mức thanh khoản của cái khoản chứng chỉ tiền gửi sẽ là trung bình thấp, với quỹ mở thì là trung bình cao. Tất nhiên sẽ không thể bằng được gửi tiết kiệm bởi vì các bạn vẫn mất thời gian để mà bán cái chứng chỉ quỹ của các bạn. Nhưng mà EasyTech đánh giá đó là ở mức độ trung bình cao. Với chứng khoán thì tính thanh khoản khá là cao bởi vì các bạn có thể bán chứng khoán bất cứ lúc nào cái sàn giao dịch chứng khoán mở cửa, và cái sàn sẽ mở cửa trung bình là 5 ngày trong tuần, và cái giao dịch thực hiện bán chứng khoán cũng rất là nhanh, nên là cái tính thanh khoản của chứng khoán có thể coi là cao. Trừ khi mà cái giá của chứng khoán đang bị sụt giảm mà các bạn phải đợi để nó về lại cái giá ban đầu, khi đó cái tính thanh khoản nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà về cơ bản thì tính thanh khoản của chứng khoán là cao. Bất động sản thì EasyTech đánh giá là thấp bởi vì cái việc mua một cái ngôi nhà hoặc một cái mảnh đất rồi bán đi nó rất là mất thời gian, nó không thể nhanh như cái việc là sang ngân hàng rút cái khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc là lên trên website của ngân hàng thực hiện tất toán online chẳng hạn. Thì đấy là cái tính thanh khoản cho từng kênh đầu tư theo cái đánh giá của EasyTech. Thì với cái khoản gửi tiết kiệm dự kiến là 100 triệu, cái lãi suất trung bình như chúng ta vừa tính ở đây, thì cái tiền lời dự kiến tương ứng với mỗi kênh sẽ là, với kênh gửi tiết kiệm lãi suất là 8,1%, nên tiền lời dự kiến vào cuối năm 2019 chúng ta nhận được là 8,1 triệu. Với chứng chỉ tiền gửi thì là sẽ 8,5 triệu cho mức lãi suất là 8,5%. Quỹ mở thì chúng ta dự kiến nhận được 13,5 triệu cho cái mức lời dự kiến là 13,5%. Với chứng khoán thì là 10 triệu và bất động sản thì là 15 triệu. Cộng cả gốc lẫn lời thì chúng ta sẽ có gửi tiết kiệm ở thời điểm cuối năm 2019 với cái số tiền đầu tư ban đầu tại thời điểm bây giờ đầu năm là 100 triệu thì các bạn nhận cả gốc lẫn lời là 108 triệu, 100 ngàn đồng cho gửi tiết kiệm, 108 triệu 500 ngàn đồng cho chứng chỉ tiền gửi, 113 triệu 500 ngàn đồng cho quỹ mở, với chứng khoán là 110 triệu và bất động sản là 115 triệu. Cái số tiền gốc và lời này là cho cái dự kiến chúng ta sẽ gửi cái số tiền trong suốt thời hạn 1 năm. Nó thực sự là cái tiền nhàn rỗi của các bạn và các bạn không cần phải sử dụng trong suốt năm 2019. Thì tới thời điểm cuối năm, đây là cái số tiền gốc và lời các bạn sẽ nhận được. Thì các bạn thấy có hai cái kênh, đó là chứng chỉ tiền gửi và quỹ mở, có cái mức lãi suất ở cái phân khúc trung bình, nó cao hơn tiền gửi tiết kiệm nhưng nó cũng thấp hơn so với lại chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên đây là hai kênh mà EasyTech gợi ý các bạn có thể tìm hiểu thêm và có thể đầu tư, bởi vì nó sẽ có cái phân lời cao hơn là gửi tiết kiệm và nó cũng có cái mức độ rủi ro thấp hơn so với lại đầu tư chứng khoán hoặc là bất động sản theo cái đánh giá riêng của EasyTech. Thì trong video ngày hôm nay, EasyTech Class đã chia sẻ cùng các bạn về một vài những cái kênh đầu tư các bạn có thể thực hiện để các bạn có thể tối ưu cái nguồn tiền nhàn rỗi trong năm 2019 của các bạn. Thì chúng ta đã cùng tìm hiểu, cùng nhau phân tích một vài những cái mục đích đầu tư của các bạn. Chúng ta đã cùng tìm hiểu một vài những kênh đầu tư phổ biến ở thị trường Việt Nam hiện nay. Và EasyTech cũng có một cái ví dụ minh họa thực tế, cái cách tính lãi suất, tiền gốc và lời ở trên file Excel. Nếu các bạn vẫn còn câu hỏi về làm thế nào để các bạn có thể đầu tư cái nguồn tiền nhàn rỗi năm 2019 của các bạn, thì các bạn có thể để lại comment ở phần dưới của video, hoặc các bạn có thể gửi email cho EasyTech ở địa chỉ easytechclass@gmail.com. EasyTech chúc các bạn có một năm 2019 sức khỏe, may mắn, thành công, và cái nguồn tiền đầu tư của các bạn sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào cuối năm 2019 để review lại cái file Excel này, xem cái lãi suất thực sự năm 2019 nó sẽ tăng lên hoặc thay đổi như thế nào ở thời điểm đó. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ EasyTech Class nha. Cảm ơn các bạn nhiều.